Xin chào các khán giả thân yêu của Vòng Quanh Thế Giới. Các bạn thân mến, tháng 12 đến thì ai ai cũng nghĩ đến ngày lễ Giáng sinh, nghĩ đến ông già Noel hay là những hộp quà nhỏ xinh. Theo truyền thuyết dân gian, lễ Giáng sinh Noel hay là Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời. Lễ chính thức vào ngày 25 tháng 12 được gọi là lễ chính ngày. Còn lễ đêm là ngày 24 tháng 12 được gọi là lễ vọng và thường thu hút rất nhiều người tham dự hơn. Theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây thì người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình. Kết quả là bây giờ lễ Giáng sinh được coi là một ngày lễ quốc tế, nhưng mà ở nhiều nơi không cần phải đợi đến tháng 12 mà mọi ngày trong năm, mọi dịp trong năm đều ngập tràn không khí của lễ Giáng sinh. Đó là những vùng đất kỳ lạ nào trên thế giới? Hãy cùng bắt đầu chuyến du ngoạn ngay bây giờ nhé! Đầu tiên phải kể đến một ngôi làng ở Phần Lan, quê hương của ông già Noel. Làng này có tên là Lapland, là một vùng đất nằm ở phía bắc của Phần Lan, rất gần với Bắc Cực nên là phần lớn thời gian trong năm là những ngày vô cùng lạnh giá. Mỗi dịp Giáng sinh thì ngôi làng này lại trở thành điểm du lịch hot nhất trên thế giới. Ngày nay giữa màu trắng xóa của tuyết, tòa nhà văn phòng của ông già Noel hiện ra sinh động cực kỳ ấm cúng. Hàng triệu người, đặc biệt là những em nhỏ ngây thơ trên thế giới này vẫn tin rằng vùng đất này chính là nơi mà ông già Noel vẫn đang hiện hữu. Sẽ có một ông già Noel phúc hậu vui tính ngồi trên cỗ xe chờ tuyết, chờ đầy nào những quà đi là khắp mọi nơi để phân phát cho trẻ em. Ở người Phần Lan thì cũng đã tận dụng điều này, tận dụng lòng tin này để biến thành Lapland trở thành điểm du lịch với nhiều nét hấp dẫn đặc trưng cho khu vực của mình. Khu vực này thì có quy mô dân số rất là khiêm tốn thôi, chỉ khoảng là 35.000 cư dân mà thôi. Nhiều kiến trúc quan trọng ở đây như là thư viện, khách sạn, nhà hàng đều đã được xây dựng để phục vụ du khách là chính. Ra khỏi khu vực này đi về phía bắc khoảng tầm là 8 km chính là đến ngôi làng của ông già Noel, thu hút hàng vạn du khách tới thăm mỗi năm. Làng của ông già Noel nằm trên một khoảng đất trống trong một khu rừng rậm rạp, bên trong có nhiều ngôi nhà dựng bằng gỗ rất giản dị và rất xinh. Ở đây, du khách có thể dừng chân tại văn phòng của ông già Noel và được gặp một nhân vật vốn được trẻ em nhắc đến nhiều mỗi dịp Giáng sinh, bằng xương bằng thịt và những chú yêu tinh phụ việc cho ông. Ông già Noel đương nhiên rồi, thực chất là một diễn viên biết nhiều thứ tiếng, luôn có mặt tại văn phòng bất kỳ ngày nào trong năm từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. Gặp ai ông cũng thân tình, ấm áp và ngay sau khi hỏi bạn đến từ nước nào, ông sẽ nói ngay xin chào bằng tiếng mẹ đẻ của bạn. Bạn cũng sẽ được chào đón tại bưu điện Santa Claus, một thiên đường Giáng sinh với vô số những tấm thiệp đầy màu sắc, những con tem xinh xắn, những món quà lưu niệm độc đáo. Hầu như là ai đến đây cũng từng gửi hàng tá bưu thiếp chúc mừng Giáng sinh cho bạn bè, cho người thân của mình ở quê nhà. Được trải nghiệm cảm giác ngồi bên ngọn lửa đang reo tí tách trong lò sưởi và viết những lời chúc Giáng sinh ấm áp đến bạn bè trên khắp thế giới là một điều vô cùng hạnh phúc, phải không nào? Bên cạnh văn phòng của ông già Noel là một cụm các điểm tham quan giải trí hấp dẫn khác. Đó là công viên ông già Noel hay công viên trượt tuyết đặc biệt, nơi bạn có thể lái những chiếc xe với thiết kế thú vị để mà chạy trên tuyết quanh thị trấn này. Giờ còn đó cả phòng triển lãm về Giáng sinh, người bạn có thể tìm hiểu về truyền thống Giáng sinh của người Phần Lan. Ở Mỹ thì có một thị trấn có tên là Santa Claus, chung tên với ông già Noel tại bang Indiana. Nơi này thì luôn ngập tràn những lá thư được gửi tới từ các em nhỏ trên khắp nơi trên thế giới trước mùa Giáng sinh. Vì đương nhiên rồi, nhiều nhất trong số đó là những em nhỏ của nước Mỹ. Hàng năm thì có rất là nhiều em nhỏ đã viết những lá thư dễ thương gửi đến thị trấn này. Đa số các em được hy vọng mình sẽ được ông già Noel cho vào danh sách những bé ngoan của năm và giúp biến những điều ước của chúng trở thành hiện thực. Trong bức thư thì các em kể những gì đã làm được và những gì có thể mình chưa làm thực sự tốt trong những năm qua. Kể từ năm 1914 thì người dân trong thị trấn này đã luôn tình nguyện đọc thư rồi hồi đáp để kịp cho trẻ nhỏ có được niềm vui trước ngày Giáng sinh. Họ thường tự nhận mình là những chú lùn giúp việc cho ông già Noel. Những chú lùn giúp việc này hàng ngày luôn chăm chỉ đọc những thư phản hồi qua đường bưu điện. Ước tính rằng hàng năm thì có khoảng 15.000 lá thư từ khắp nơi trên thế giới được gửi về cho ông già Noel trong thị trấn này. Thường thì tháng 11 và tháng 12 là những dịp bận rộn nhất, nhưng mỗi đôi khi tháng 1, tháng 2, tháng 3, thậm chí là giữa mùa hè vẫn có những em nhỏ hồn nhiên gửi thư cho ông già Noel. Kể từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày, các lá thư được gửi về thị trấn sẽ được xử lý bởi một đội ngũ những tình nguyện viên. Vào năm 2015 thì một cuốn sách có tên là Lá thư gửi tới Santa Claus đã được xuất bản, trong đó tập hợp những lá thư hay nhất mà các tình nguyện viên ở thị trấn này từng nhận được bởi các em nhỏ. Quay trở lại với Bắc Âu, với một vùng đất nữa lúc nào cũng ngập tràn không khí của Giáng sinh, đó là một thị trấn Na Uy có tên là Joba. Joba là một thị trấn Giáng sinh cả năm duy nhất tại Na Uy và trái tim của nó chắc chắn là ngôi nhà Giáng sinh mở cửa năm 1988 trong một tòa nhà được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19. Ngôi nhà Giáng sinh biến giấc mơ của mọi đứa trẻ và thậm chí là cả những người lớn hoài cổ trở thành sự thật. Đó là luôn có một nơi ngập tràn không khí Giáng sinh ngay cả giữa mùa hè. Ở đây thì bạn có thể mua đồ trang trí và đồ chơi Giáng sinh phù hợp với sở thích của mình. Và cũng giống như nhiều nơi khác với không khí Noel, ở đây cũng có một bưu điện riêng. Vì vậy mà bạn có thể gửi bưu thiếp đến những người thân yêu tới bất kỳ một địa điểm nào trên trái đất này.
Nó sẽ được trang trí bằng một con tem đặc biệt để tạo cho những người thân của bạn những bất ngờ thú vị. Và một sự thật thú vị khác, đây là nơi duy nhất của Na Uy mà chính phủ còn là nơi hợp pháp để có những biểu hiện đặc biệt trên các đường phố cảnh báo bạn phải coi chừng như ông già Noel. Mặc dù điều này chủ yếu được thực hiện để khắc họa đặc trưng của thị trấn quê hương của ông già Noel mà người Na Uy đã tự phong cho mình. Hàng năm thì thư gửi nhiều đến mức mà các bức tường của văn phòng được bao phủ hoàn toàn bởi thiệp Giáng sinh và thư từ của các em nhỏ trên thế giới. Và trên thế giới còn có những vùng đất nào cũng ngập tràn không khí Noel không nhỉ? Đó là làng Niagara on the Lake, Canada. Niagara nằm ngay ở khu vực biên giới giữa Canada và nước Mỹ. Trong quá khứ, đây là một vùng đất có nhiều câu chuyện lịch sử thú vị. Bạn có thể khám phá thông qua những công trình kiến trúc, các khu bảo tàng, những đài tưởng niệm. Ngày nay thì bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, không khí trong lành khi mà thả bộ trên những con đường uốn quanh những hàng cây lá phong trông thật yên bình. Có con đường được ví như là con đường đẹp nhất trên hành tinh, nơi mà người dân Canada rất tự hào đó là Niagara Parkway. Niagara on the Lake là ngôi làng từ thế kỷ thứ 19. Đây là một nơi là có cửa hàng Giáng sinh mở quanh năm lâu đời nhất ở Canada. Ở Đông Nam Á cũng có một vùng đất quanh năm ngập tràn không khí Giáng sinh, đó là bảo tàng mang tên Casa Santa tại Philippines. Tại Casa Santa, chúng ta sẽ được tận hưởng bầu không khí Giáng sinh quanh năm. Ở đây thì có tất cả mọi thứ về Giáng sinh và chắc chắn nó sẽ mang lại niềm vui cho những em nhỏ và cả những người lớn nữa. Muốn đến đây tham quan, du khách sẽ phải đặt hẹn trước và phải trả tiền vé vào cửa. Chủ nhân của bảo tàng sẽ có một bộ sưu tập đã được du khách quốc tế yêu thích và công nhận là bộ sưu tập có đủ mọi thứ về ông già Noel. Hiện tại, đây là một trong những bộ sưu tập ông già Noel cá nhân lớn nhất trên hành tinh. Bảo tàng này có chứa hơn 3.000 ông già Noel với đủ mọi kích thước và hình dáng. Và cuối cùng là một địa danh tại Đức. Đây là một trong những thị trấn thời Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất ở châu Âu, Rothenburg, thuộc vùng Bavaria, nơi đặt đại bản doanh của câu lạc bộ Bayern Munich, được coi là một trong những thị trấn hấp dẫn nhất của nước Đức. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho những giới nghệ sĩ với những con đường, những ngõ hẻm quanh co đậm chất cổ kính. Nơi đây vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp từ thời Trung Cổ xa xưa. Trải dài thị trấn là những ngôi nhà mái đỏ với tường đá dày bao quanh khiến nó trông như là một pháo đài hùng vĩ và tráng lệ. Đặc biệt là phải kể đến bảo tàng ở đây, nơi đây được trưng bày triển lãm vật phẩm Giáng sinh ở thế kỷ thứ 19 vào thế kỷ thứ 20 của châu Âu. Nơi đây mang đậm không khí của nước Đức, tại đây thì các bạn sẽ tha hồ lựa chọn những món đồ yêu thích để trang trí cho Giáng sinh của gia đình mình. Chỉ cần bước vào chân làng thì bạn sẽ chìm đắm trong không gian rực rỡ sắc màu. Bạn sẽ thấy nơi đây ngập tràn những ngôi nhà tuyết với hàng ngàn những ngôi sao lấp lánh. Nào những cây thông Giáng sinh được trang trí bởi hàng ngàn quả bóng thủy tinh và hàng vạn bóng đèn lấp lánh sắc màu. Nếu bạn muốn một chuyến du ngoạn ghé thăm ông già Noel, bất chấp đó có là mùa hè, mùa thu hay là mùa xuân, không nhất thiết phải là mùa Giáng sinh thì hãy đến với một trong những địa điểm kể trên. Bạn ấn tượng với địa điểm nào nhất? Đừng ngần ngại hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Mỗi ngày thì Vòng Quanh Thế Giới sẽ công chiếu 2 video mới vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ dành thời gian để đón xem nhé! Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại!